Tên để như nào em đúng à vâng. Để xem thằng Vương đại đổ như nào. Đây đúng không? Tiếp theo gì nữa đi. Và chúng ta đến với trận thi đấu giữa Juliet và Hoa Quỳnh Anh thôi. Đây là trận thi đấu 2. Và xem như bãi quả đầu của Juliet đang là khá xấu. Và cánh rừng nó không được quá mắc bình. Khi mà cánh rừng không đóng được ghét đẹp, nó ghét kia chỉ là ăn cố thôi. Và hơi đen. Lúc đầu thì ra nhìn tưởng là... Lúc đầu ra tưởng nhìn là ông Hoa Quỳnh Anh là con gái mít. Ai ngờ hóa ra là con trai. Thật tiếc hôm nay là không lấy được tiếng game vì tôi chưa quen với phần mềm Win 7. Và chúng ta cùng cố gắng khắc phục thôi. Đây là một đôi voi đi. Một đôi. Và dường như là một con. Một bầy hươu năm, một con voi được lùa về nhà chính của Juliet. Speed là 1.5 và Juliet mặc định được chấp 2 dân. Alo, vâng, ở thể loại solo xem này thì sẽ có 4 game thủ được là cách của 4 team. Hà Nội thì là Hoàng Mai Nhi, Game TV sẽ là Chim Sẻ Đi Nắng, Thái Bình là Hồng Anh và Sky là Siêu Nhân BB, Vũ Đức Việt. Không có dự đoán. Vâng. Dường như là vừa có một tên mà ủng hộ kênh của tôi nên là anh vừa bảo chuyển sang xem mid xem và tự nhiên số lượng người xem tăng vọt. Vâng, từ 100 người đã lên thêm 87 người nữa rồi. Tương đối nhiều. Và trở lại bài Juliet thì thôi, bài này thực sự là đóng S và cảm vấn đề cho Juliet và đóng A cũng là vậy. Bài hơi khó khăn về thế. Bài thì được, thế thì nó không được chuẩn. Khi mà những cái BS nó không được mắc binh cho lắm. Ở đây đóng một cái BS thứ hai ở đây. Tôi nghĩ là đóng BS ở cái rừng thông này là không đóng được. Đóng rừng dừa thì nó lại tù quá. Tôi đóng tạm. Tôi ngăn tạm. Khổ. Vâng, Chim Sẻ thì em hôm nay được đi massage rồi. Chim Sẻ hôm nay em massage để quên cái trận đấu thua trước Sen Long ngày hôm qua rồi. Nên là các em khả năng không đến địa điểm thi đấu ngày hôm nay.
Và quan trọng là con dân nó có đi được xuyên qua cánh rừng để đóng được cái BB không. Vâng, Juliet đang hơi tự tin. Và liệu là có đi qua là đóng được cái BB ở đấy không? À, đóng được, may. À, vừa con tân nó vào được mà. À, thế đúng rồi. Tôi không để ý. 24 nông dân. Kích đời. Vâng, kinh lắm đấy. Kích 950 luôn. Quá chuẩn mực đến từ Juliet. 24 nông dân kích 950. Này. À không, không không được 950 rồi. Vâng, tưởng thế nào. Không được 950. Bài kích tầm 10. Đúng rồi. Một bài mà những cái BS nó không được đẹp quá mắc binh cho lắm, nhưng vẫn phải cố ăn thôi. Đóng ad đây thì rất xấu. Rất xấu luôn đấy. Kiểu này mà bắn sau rừng, nếu mà bên kia mà đánh kiểu bài khựa ấy thì đánh bắn sau rừng thì đúng là quá nhức nhối rồi cho Juliet trận đấu này ở cái BS vừa rồi. Vâng, Hoa Kính Anh là cú có gai. Lúc đầu tôi không ra, tôi tưởng con Gơn. Vâng, tôi vơ thì tưởng là Gơn định ra chạy ra xin Facebook để làm cái ảnh trên Monager. Nhưng mà tiếc là ra gặp đúng ông tay to mà. Tay to mặt lớn bụng phệ. Mệt. Đắng lòng. Và ông tay còn ngắn đấy chứ. Khổ. Vâng, cái hàng BA. Kích, ôi kích bánh xe. Ô kia chưa lên đời đâu, yên tâm đi, đúng rồi, đen hai dân. Không phải là ai có thể ép được đời chuẩn đâu. Đen hai dân thì gặp những game thủ top thì vẫn kích đầu 10 được. Nhưng mà những game thủ dốc dưới thì chưa biết được đâu mà lần, vẫn phải vớ vẩn kích 11. Và khả năng đây là một con hàng mềm với Juliet rồi. Mà Juliet thì một trong cái mid rất cứng của làng AOE Việt. Solo random thì mid Juliet khả năng chỉ thua mỗi Giang BG thôi. Còn cung R thì khả năng là bà đứng đầu rồi. Và hình như là mid Juliet vẫn chưa có chồng. Trông có chừa, vẫn trông có chừa lắm. Vẫn tin lắm. Và ông kia vừa mới lên đời thôi, phút 14 mới lên đời xong. Như vậy là cuối 11 mới kích được đời. Cơn rò đầu sang là đội bạn mới bắt đầu xe. Vâng, mới bắt đầu kích bánh xe thôi. Vâng, tân rò đầu thứ, cơn rò thứ hai khả năng sẽ hạ cục Hoa Quỳnh Anh luôn. Và nhà của Hoa Quỳnh Anh ở hướng... À đây! Oh, shit. Vâng, một dân. Bắn con dân ít máu, đúng rồi. Rất hợp lý kia, con dân kia, đúng rồi. Vâng, pha xoay máu rất nhanh đến từ Juliet. Tôi nhìn thấy thao tác này giống Hồng Anh quá. Vâng, ba thằng dân mát máy. Vâng, đã đen hai dân và lại còn chết thêm ba thằng dân nữa là năm dân rồi. Xeng chết năm dân rồi. Vâng, sáu nông dân rồi. Vâng, hit and run liên tục đến từ mid Juliet. Sóc ba tân bốn a đều, 24 nông dân và màu hai khả năng sẽ có một ngay sau đây thôi. Khi mà hạ gục đối bạn với hai tân R. Hai tân R thì có mặt điều bằng niềm tin này. Vâng, vác dân ra quẩy, khả năng hợp lý. Vâng, nâng giáp cho nó máu. Đùa đấy. Đây là thể loại solo sen thuần tiễn à. Cung R mà. Nên là không có đánh hôn mã nên không thể lên được giáp. Rồi. Điều R rất hay, chúng ta thấy Hoa Quỳnh Anh gõ một và tỷ số là 2-0 dành cho Juliet ở trong vòng thi đấu đầu tiên. Rất hay. Pha điều R rất tốt đến từ Juliet và khả năng ép đời cũng là khá tốt. Kích 10-10, 24 nông dân. Vâng, chuẩn. Chuẩn là phải là kích đầu 9-9-50. Nhưng mà thôi, 10-10 cũng là cố gắng lắm rồi với một mid AOE. Còn tôi tưởng ông Hoa Quỳnh Anh cứng lắm, nó cũng mềm thôi. Đen hai dân khả năng một áp lực dành cho anh rồi. Và chúng ta đến với trận thi đấu tiếp theo, trận đấu thứ 3.